Như anh em đã biết thì giá của điện thoại iPhone không bao giờ ổn định một chút nào cả. Có tháng giá máy cao, có tháng giá máy lại thấp. Nhưng mà đặc biệt hơn là trong tháng 8 lần này thì chúng ta đang có một sự ngang bằng giữa điện thoại iPhone 13 máy mới và điện thoại iPhone 12 Pro Max máy cũ. Vậy thì nếu như bạn là một người thông thái, bạn nên lựa chọn iPhone 13 máy mới hay là nên mua iPhone 12 Pro Max máy cũ? Câu trả lời này mình sẽ trả lời trong video ngày hôm nay. Mình là Trương Ngang, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm đến từ nhà iPhone như là chiếc iPhone 12 Pro Max hay là chiếc iPhone 13 thì mình sẽ để ngay đường link bên dưới phần mô tả cho anh em xem. Và nếu như anh em mua máy cũ sẽ có chương trình tiền đổi trả trong vòng 7 ngày và hoàn tiền 100% luôn cho anh em. So sánh giữa điện thoại iPhone 13 máy mới và iPhone 12 Pro Max máy cũ, đâu sẽ là ưu điểm khi anh em mua hai dòng điện thoại như thế này? Với một chiếc điện thoại iPhone 13 máy mới thì tất nhiên ưu điểm là khi anh em mua máy mới á, anh em sẽ là người đầu tiên sử dụng con máy này. Và anh em là người đầu tiên sử dụng con máy này, anh em cũng là người đầu tiên được bóc siêu, cũng là người đầu tiên được xé cái siêu, cũng là người đầu tiên được khởi động máy, và cũng là người đầu tiên nhận được bảo hành và nhận được chọn gói một bộ iPhone 13. Và với những người dùng nào mà anh em thích cảm giác được bóc siêu á, thì cái việc mà mua điện thoại mới giá tốt mà anh em được xé cái miếng siêu ra thì nó vô cùng đã. Đó là tiếng của những người giàu. Ôi trời ơi. Và đó chính là tiếng của đam mê, tiếng của tiền bạc mang đến cái niềm vui cho anh em. Và thật sự rằng á, với trải nghiệm mà mình đã xé rất là nhiều siêu của nhiều chiếc điện thoại á, mình thấy rằng cái cảm giác mà anh em xé cái điện thoại mà chính tiền anh em mua ra á, mà anh em bỏ ra, anh em tích trữ bao lâu nay để anh em mua á, nó thật sự đáng và thật sự đã luôn á. Còn với ưu điểm khi anh em mua điện thoại iPhone 12 Pro Max máy cũ là như thế nào? Đó chính là anh em được mua một chiếc điện thoại mà giá của nó còn tốt hơn hẳn so với những chiếc điện thoại mà người ta phải mua mới, phải bỏ giá rất là cao. Nhưng mà khi so sánh kỹ hơn về cấu hình bên trong thì bạn dễ dàng nhận ra được sự khác biệt giữa iPhone 13 máy tiêu chuẩn và iPhone 12 phiên bản Pro Max. Đầu tiên là về dòng chip, khi mà iPhone 13 được trang bị con chip là Apple A15 Bionic, phải gọi là con chip mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại của Apple. Còn với chiếc iPhone 12 Pro Max thì sao? Thì chúng ta sẽ được trang bị con chip là Apple A14 Bionic. Có thể nhiều bạn cho rằng là cái việc mà nâng cấp từ Apple A14 Bionic lên Apple A15 Bionic đó, nó rất là đáng. Nhưng mà thật ra đối với mình nha, mình đánh giá rằng là dù cho bạn dùng Apple A15 hay là bạn dùng là Apple A14, nó vẫn rất là tốt. Bởi vì điện thoại của mình là iPhone 11 Pro vẫn đang còn là con chip là Apple A13, nhưng mà nó vẫn rất là mạnh. Và anh em dùng chơi game nè, anh em dùng làm việc nè, anh em dùng việc đa nhiệm, dựng video, quay TikTok, quay clip YouTube, nó đều rất là ok. Cho nên là giữa việc lựa chọn Apple A14 Bionic và Apple A15 Bionic, mình thấy rằng chọn con chip nào cũng đáng. Bởi vì cả hai con chip này đều mang đến hiệu năng vô cùng mạnh và xứng đáng với giá tiền. Thậm chí còn có nhiều người á, người ta còn không quan tâm là bạn đang dùng con chip gì. Bạn không quan tâm là điện thoại bạn đang xài là Apple A12, 13 hay là 14, bạn chỉ quan tâm là ngoại hình máy nó sẽ đẹp như thế nào thôi. Đó chính là lý do vì sao mà nhiều người dùng bắt đầu lựa chọn iPhone 13. Và tiếp theo mình sẽ cùng nhau nói về ngoại hình khi mà mình so sánh giữa iPhone 13 và iPhone 12 Pro Max. Nếu như nhu cầu của bạn là thích một chiếc điện thoại nhỏ gọn thì iPhone 13 sẽ mang đến trải nghiệm tốt đó cho anh em. Còn nếu như bạn là một người thích cầm điện thoại to, thích cái trải nghiệm nó phải đã nhất có thể, chơi game nó phải giao diện tốt nè, màn hình phải sắc nét nhất, xem phim phải là màn hình to xem mới đã, thì iPhone 12 Pro Max sẽ làm tốt điều đó cho anh em. Và khi anh em xem phim trên một chiếc điện thoại to, anh em sẽ thấy rõ được các chi tiết ở trên phần màn hình, nó sẽ rõ hơn và nó tốt hơn cho anh em. So sánh giữa về phần màn hình thì mình không hề thấy được sự chênh lệch giữa màn hình của iPhone 13 và màn hình của iPhone 12 Pro Max. Nó đều trơn tru, nó đều mượt mà, và đặc biệt là chúng ta đều sẽ có cái tông màu nó khá là tốt, đúng không? Bởi vì hai chiếc điện thoại này đều được trang bị tấm nền là tấm nền OLED. Ngoài ra mình sẽ có chia sẻ một vài yếu tố nữa, chẳng hạn như là việc cắt giảm cái notch ở trên con iPhone 13 nó có đáng hay là không. Mình thấy nó thực sự không đáng, bởi vì á, cắt giảm xong rồi nhưng mà cái độ dày của cái phần notch tai thỏ nó lại dày hơn so với iPhone 12 Pro Max. Cho nên là khi anh em chơi, anh em trải nghiệm á, anh em thấy nó hơi dày hơn một xíu. Và mình thấy cái việc mà so sánh giữa cái việc cắt giảm này nó có đáng để anh em nâng cấp từ 12 Pro Max lên 13 hay không, mình thấy nó không đáng. Tiện nói về trải nghiệm sử dụng thì mình sẽ nói luôn một cái trải nghiệm cầm nắm con iPhone 13 tiêu chuẩn và con iPhone 12 Pro Max. Bởi vì con iPhone 13 được làm chất liệu là nhôm cho nên anh em cầm vào nó sẽ nhẹ hơn so với con iPhone 12 Pro Max. Còn iPhone 12 Pro Max thì có khung máy được làm bằng thép không gỉ, nó sẽ mang đến cái độ bền cao hơn, đẹp hơn, sang hơn, nhưng mà nó sẽ nặng hơn là điều chắc chắn. Cho nên là nếu bạn thích điện thoại nhẹ hơn,
gọn gàng hơn thì bạn hãy nên chọn iPhone 13. Còn nếu như bạn thích nó phải to, nó phải bự, nó phải là một cái gì đó sang nhất, xịn nhất thì bạn nên lựa chọn iPhone 12 Pro Max. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ một vài yếu tố nữa, chẳng hạn như là về số lượng camera. Nhiều bạn sẽ chia sẻ với mình là camera nhiều hơn có làm tăng chất lượng hình ảnh hay là không. Thì tất nhiên câu trả lời là không, bởi vì camera nhiều hơn chỉ mang đến nhiều tính năng hơn trong ứng dụng camera mà thôi, chứ camera nhiều hơn không làm cho ảnh đẹp hơn đâu nha. Còn cái việc mà ảnh chụp con bằng con iPhone 13 nó sẽ đẹp hơn iPhone 12 Pro Max, mình thấy nó cũng khá là xem nhau. Bởi vì đặc trưng của những thiết bị iPhone á, đều cho ra ảnh chân thực là yếu tố đầu tiên. Thứ hai, thuật toán của Apple A14 Bionic và Apple A15 Bionic về yếu tố camera mình thấy nó không chênh lệch nhau là bao. Do đó là khi anh em so sánh giữa ảnh chụp bằng iPhone 13 và iPhone 12 Pro Max nó khá là xem nhau, cho nên là chụp con nào cũng được. Chụp bằng con 3 con camera trên con iPhone 12 Pro Max sẽ mang đến nhiều tính năng hơn cho anh em. Nhưng mà nếu anh em thích cái thiết kế nó mới hơn, nó độc lạ hơn, thiết kế hai camera xéo thì anh em lựa chọn iPhone 13 tiêu chuẩn. Ngoài ra, về phần pin thì mình sẽ nói kỹ hơn, bởi vì phần pin ở trên con iPhone 12 Pro Max nó sẽ mang đến thời lượng pin tốt hơn, bởi vì máy to hơn sẽ có nhiều không gian hơn để cho cái thời lượng pin của máy được tăng lên đáng kể. Phần cuối cùng trong video này mình sẽ cùng nhau so sánh giữa giá của iPhone 13 và giá của iPhone 12 Pro Max. Như mình đã nói phần đầu video thì giá của hai con điện thoại này đang xem nhau giữa iPhone 13 máy mới và iPhone 12 Pro Max máy cũ. Vậy thì liệu rằng nếu như bạn là một người thông thái, bạn nên lựa chọn iPhone 12 Pro Max máy cũ hay là nên mua iPhone 13 máy mới? Cá nhân mình đánh giá nha, khi anh em bỏ số tiền lớn hơn để anh em mua một chiếc điện thoại new siêu thì anh em sẽ là người đầu tiên sử dụng con máy đó. Nhưng mà giá của máy thì sẽ hơi cao hơn so với những thiết bị có giá rẻ hơn như là những thiết bị là new của dòng iPhone 13. Tất nhiên đó là điều dễ hiểu. Còn nếu như anh em bỏ số tiền ít hơn anh em mua iPhone 12 Pro Max thì anh em sẽ có một chiếc máy tốt, máy đẹp nhưng mà nó không còn là new siêu nữa. Nếu như bạn là người thích cầu vừa đủ size, bạn muốn cái gì đó nó phải mới nhất thì bạn nên lựa chọn iPhone 13. Bởi vì chiếc điện thoại này dù có hai camera thôi nhưng mà nó vẫn còn khá là tốt, khi mà bên trong của máy vẫn còn là con chip Apple A15 Bionic, đúng không? Ngoài ra thì bạn cũng là một người đầu tiên dùng con máy đó và bạn là một người đầu tiên được bóc siêu, nó sẽ khá là đã và khá là một cái trải nghiệm mà phải gọi là khó quên trong cuộc đời của các bạn đó. Và còn nếu như bạn muốn cái gì đó tốt nhất có thể về camera, về màn hình, về pin, về trải nghiệm sử dụng chiếc điện thoại và về tổng thể của máy thì mình nghĩ rằng đó phải là iPhone 12 Pro Max. Còn các bạn thì sao? Giữa iPhone 12 Pro Max máy cũ, máy like new và iPhone 13 máy mới thì anh em nên lựa chọn chiếc điện thoại nào thì hãy để lại bình luận bên dưới và cho mình biết với nhé. Mình là Trường An, đây là Vietablet. Nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.